Hôm nay chị dành cho các bạn cách để làm một cái nguồn súng, bất kỳ nguồn súng nào các bạn ra bao nhiêu vôn cũng được. Đây là cục sạc laptop 19V, đây là sạc điện thoại Samsung ra 5V, hoặc là đây là cái cục nguồn của TV 14V. Tất cả các loại này các bạn muốn ra bao nhiêu vôn cũng được. Bí quyết rất đơn giản, các bạn chỉ cần gắn VR10K này vào đúng vị trí thích hợp, các bạn có thể chỉnh từ 5V đến 28V các bạn. Chỉ cần vặn con ốc này các bạn sẽ có vốn ra tùy ý các bạn. Bao nhiêu vốn cũng được tùy các bạn thôi. 9V, 12V, 15V, 20V, 24V, 27V, 28V các bạn, tùy các bạn thôi. Đây là cục sạc của bạn, bình thường nó ra 5V để sạc điện thoại. Bây giờ bạn thêm cái VR hàng vào đúng vị trí và gắn lại. Bạn sẽ có được một cái cục sạc ra bao nhiêu vôn cũng được. Cắm điện và bạn sẽ chỉnh nó bao nhiêu vôn cũng được. Tùy các bạn thôi. Bạn muốn 9V hay là 12V? Hay là 15V tùy các bạn, và mình đã chọn 12V các bạn nhé. Nhưng nếu mà các bạn thích lên cao hơn cũng được. Mình sẽ dùng 12V các bạn nhé, và sau đó mình sẽ cấp nguồn cho quạt máy đèn LED. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop. Bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được, cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10K. Đây các bạn, mình đã hàng vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10K lô ôm này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V, 470 mm các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V, 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo ôm này thì các bạn hàng vào chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TNL các bạn, 431, và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nha. Là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống. Tiếp tục chỉnh xuống nè.
mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục vặn nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Để làm được cái dụng cụ đó này á, các bạn chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái vỏ nhựa. Đây là lấy từ cái vỏ hộp cục sạc laptop hỏng cháy, bỏ ruột bên trong lấy cái vỏ. Và mình sẽ dùng cưa mình cắt hai ra, lấy một đoạn vừa đủ. Một cái đồng hồ đó volt và ampere mua ở trên mạng các bạn nhá, tầm khoảng là 20k, rất là rẻ, mua ở Shopee 2 ngày là có các bạn. Mình sẽ để cái này vào bên trong sau khi đã cưa cái hộp ở một cái đoạn vừa đủ. Các bạn chuẩn bị một cái cọc cắm điện thoại để cấp nguồn ra, một cái dây cắm điện thoại để lấy điện vào 5V, một cái cặp cọc sạc âm dương. Để ngoài cái việc sạc điện thoại thì các bạn có thể lấy điện ở đây cấp cho các cái việc khác như là quạt máy, như là đèn led, đèn bàn hoặc là vân vân, các bạn muốn làm gì đó. Và cuối cùng là một cái cục sạc để sẵn sàng cấp nguồn cho tất cả cái dụng cụ này để trở thành một cái đồng hồ đo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Bắt đầu cưa mà các bạn nha. Mình đã đánh dấu ở đây rồi, bây giờ mình chỉ cưa theo cái đường mình đánh dấu thôi. Cuối cùng cũng đã cưa được rồi các bạn nha. Làm vệ sinh mấy cái này cho nó gọn, đẹp và sẵn sàng sử dụng. Rồi, đẹp rồi các bạn. Rồi, cái mình cần dùng là hai cái tấm này các bạn nhé. Đấy. Với mục đích là để ốp cái đèn này vào bên trong này, mình sẽ tháo trước hai cái rắc cắm của cái bộ đèn này và mình sẽ đưa vào đèn lọt vào bên trong này các bạn nha, và để tư thế này, sau đó tiếp tục làm các bạn. Đã đến bước mình làm ổn định tất cả các cái bộ phận rồi các bạn. Mình đã cắm được cái này vô rồi này. Đây là cái bộ phận ra các bạn nha. Đây là cái đồng hồ, còn đây là cái điện lấy vào từ sạc điện thoại, 5V lấy từ cục sạc điện thoại. Quan trọng nhất là cái bảng ra này các bạn, chấn cắm cho cục sạc điện thoại thì mình làm ở đây. Còn hai cái chấn cắm này là sẽ cắm dây để làm những việc khác như là cho quạt máy, cho sạc pin 18650 hoặc là cho những cái việc khác nữa, lấy điện 12V, 9V, 15V hoặc lấy điện 5V. Tuy các bạn muốn dùng gì thì làm. Và hai chân này mình cấu song song với cái bảng điện này. Khi mà điện áp 12V, 9V thì các bạn đừng sạc điện thoại, chỉ khi nào 5V mới sạc các bạn nha. Để thiết kế được cái đồng hồ đó, trước tiên các bạn phải mua được cái bảng đồng hồ này có tên là DSNVC288. Mình chịu gần cho các bạn xem luôn. Ở đây mình đã thiết kế cho các bạn xem và mình nối dây bằng tay. Mục đích là để các bạn nhìn rõ. Mình sẽ giải thích
Đây là cục sạc điện thoại iPhone cấp nguồn 5V ra cho cái dây sạc này. Dây này mình sẽ cắt ngắn đi, chỉ lấy sợi màu đỏ là dương 5V và dây màu đen này là 0V. Dây màu đỏ sẽ nối vào dây đỏ và dây vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Và dây màu đỏ này cũng nối vào dây màu đỏ của cái chứng cắm ra sạc cho điện thoại. Mình cắm sẵn sàng cái dây sạc này vô để một lát nữa mình sẽ sạc điện thoại luôn nha. Rồi dây màu đen này á là 0V thì nối với hai dây màu đen nhỏ và lớn của cái đồng hồ này. Còn trên đồng hồ này chỉ còn là dây màu đỏ lớn này là dây đo dòng điện ra rồi các bạn. Dây này là quan trọng lắm và nó ra chứng ấm của cái chứng cắm cấp nguồn 5V cho điện thoại của bạn. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình là lấy cái này ở đâu các bạn ơi? Thì lấy cái này ở những cái cục sạc điện thoại hỏng. Các bạn trong gia đình có rất nhiều điện thoại hỏng, sạc điện thoại bị hỏng, các bạn đập ra lấy cái chân sạc này. Điều quan trọng nhất là các bạn phải lấy được 4 cái chân 0V, data 1, data 2 và dương 5V. Ở đây các bạn phải nối hai chân data 1, data 2 lại với nhau thì mới chuyển qua sạc nhanh được các bạn. Xin các bạn lưu ý điều này nhé. Khi đồ cái này thì các bạn phải nối data 1, data 2 lại với nhau thì dây sạc này mới chuyển qua sạc nhanh. Nếu không là điện thoại các bạn sẽ được sạc chậm và điều đó sẽ gây phiền toái cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái điện thoại vào để sạc cho các bạn xem thực tế. Rồi, dòng sạc 0,70V 4.7. Sợ gì ở đây mà vốn nó sụt xuống á, từ 5V mà xuống 4.7, 4.8 á, là do thế này các bạn. Ở đây là mình nối dây rất là dài và dây ở đây rất là nhỏ cho nên nó bị sụt áp. Khi các bạn để vào bên trong là các bạn cắt ngắn hết tất cả cái dây này, cắt ngắn hết, cắt tới đây các bạn á, cắt ngắn tới đây nhá, và dùng dây lớn. Hai dây này cũng dùng dây lớn thì nó không bị sụt tải các bạn nha. Và điều này mình đã chứng minh ở trong này rồi nè, không bị sụt tải bởi vì mình hàng dây rất là ngắn. Các bạn chú ý điều đó nha. Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình tháo ra thì nó trở về 000. Mình cắm cái điện thoại vào thì nó sẽ sạc, báo sạc. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Mình không cần phải đưa cái sơ đồ ra đâu các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cứ để như thế này để cho các bạn quan sát và làm. Và ở đây mình nhắc các bạn là hai cái rắc này có thể nhổ ra được các bạn, để rơi ra được và các bạn nhìn dễ hơn các bạn nha. Thôi, mình để như vậy cho các bạn nhìn. Mình sẽ cho video chạy như vậy một lát để các bạn thấy và làm theo.